Nó có cắn không? Ừ, nó cắn đấy. Cắn đấy. Được rồi, được rồi, được rồi. Cái đâu? Chào buổi sáng mọi người. Chuẩn bị cho hai chiếc màu cam xuất chuồng. Làm quả sấp đôi nha anh em nha, hôm nay làm quả sấp đôi. Đây này, ông anh này là chắc là cũng đại gia Lan ấy. Một nhà. Đây rồi. Chào mọi người đến với Bỉm Sơn, một địa phận của Thanh Hóa nhé các bạn nhá. Hầm dốc xây. Hầm gì? Dốc xây. Dốc xây. Hầm dốc xây, một địa phận của Thanh Hóa rồi nhá các. Lâu lắm rồi không đến Thanh Hóa vừa hai bạn này. Ngày xưa thì còn qua hầm kia còn một chiều, nhưng mà bây giờ hai chiều rồi. Ngày xưa em vẫn được đi đường bên kia, đường phải qua hầm ấy. Nó giống như kiểu cái hầm chui. Biết rồi. Nhờ. Vâng, bây giờ tách ra rồi. Giống như ở trên Đồng Đăng, Lạng Sơn có cái đấy. Đã đến đất Thanh Hóa. Ok, mời anh em đi cùng Hoàng Thống đi vào chi tiết nhé. Anh chủ anh ấy đến tận nơi để đón. Đến tận ngã ba, hôm qua bảo anh ấy bắn định vị đi. Anh ấy ở gần nhà, gần quốc lộ rồi mà. Đấy, sắp đến này. Ông ấy lùi, có khi ông ấy cất xe hay kiểu gì. Bây giờ đến với nhà hành khách đây rồi. Hành khách thử luôn. Đây là máy của anh đấy. Hôm nay đến với anh khách này thì chúng ta mình giao hai cái phanh được mà anh, phanh tay mà. Chúng ta giao hai cái xe màu cam. Hai cái xe màu cam, đó là một cái xe ATV 110 với một cái xe tải thùng. Ui, cái súng đẹp đấy nhỉ, bây giờ mới để ý. Cái này chắc cũng phải mấy trăm, rẻ nhất. Xe đấy cũng là xe nhà em à anh? Vâng ạ. Cái súng đẹp quá. Anh khách đang chạy thử. Bây giờ tiết mục cho cái xe to này, chắc là mình phải hộ một tay cho cái xe to này. Xe nào chị? Đây mới là xe tủ phải không? Xe tủ. Đây mới là chợ Tết. Con này cũng 4x4 đấy. Đấy mới gọi là xe tủ. Anh ơi, có một cái ốc 17. Bây giờ số tiến là ở đây anh ơi. Số tiến là, ví dụ như anh vào số 1, anh nhầm cái này tiến lùi cũng được. Cho nên em mới bảo là anh thay cái máy. Bây giờ là tớ mà muốn vào số để tớ đi là có phải nhầm đằng sau không ạ? Nhầm đằng sau. Đây à? Nhầm đằng sau đúng đây không? Là số 1 à? Vâng. Xong là nếu mà tiến lên nhầm, số 2 cũng nhầm cái này à? Vâng, nhầm đằng sau tiếp. Còn cái trên này làm gì? Khi là ngược lại mình về về số. Vâng. Đây là phanh à? Vâng, phanh sau ở bên kia. Tiến, đây là cầu tiến đấy à? Vâng. Đấy là số 1. Vặn ga như xe máy bình thường. Lên số cũng nhấm đằng sau anh nhá. À,
về nơi Thanh Hóa. Anh chắc là cũng bằng một tuổi, có khi ít tuổi hơn, nhìn mặt trẻ. Anh ấy chắc là tầm 9 mấy rồi nhỉ? Anh kia chắc là tầm 9 mấy rồi nhỉ? Thằng đang chạy đi. Vâng ạ. 89 à? Đấy. Ừ, cái sung dám ăn. Nhìn rất là bonsai. Ok, hẹn gặp lại các bác trong những cái chương trình lần sau. Thì hôm nay đến với Thanh Hóa thì giao hai chiếc xe thì cho anh khách. Thì được cảm ơn anh em đã ủng hộ. Có những chương trình sau thì mời anh em có thể tham khảo và ủng hộ Hoàng Thống nhé. Thì Hoàng Thống cũng vừa đến thì cũng chưa ăn cơm, cho nên là ăn cơm cùng ông anh luôn. Anh trai cũng có mời cơm luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một đầu tháng vui vẻ. Cảm ơn mọi người ạ. Anh em thấy không? Không như là đồn. Anh ấy cũng say ớ rồi. Đấy, nghe bây giờ nhá. Nói thật với anh em nhé. Có khoản đầu tiên mà vất vả lắm. Vất vả lắm mới lấy được nửa thùng xe mà. Quả này nó lại vỡ. Lấy được nửa thùng xe nhưng mà có mới quả vỡ. Rất là phức tạp. Xin lỗi anh em mà hôm nay đến với miền đất Thanh Hóa là cực kỳ là vui, cực kỳ là phúc, cực kỳ là say rồi. Cảm ơn anh em Thanh Hóa đã quan tâm. Hôm nay là say đến hết đất Lạng Sơn mà vẫn chưa tỉnh. Ui, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn Thanh Hóa, cảm ơn mọi người anh em Tổ quốc, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất mong anh em ủng hộ kênh YouTube của Hoàng Thống. Hoàng Thống ô tô cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu mà anh em quan tâm gì những mẫu xe của Hoàng Thống ô tô ấy, với số điện thoại là 0955 839 983. Cảm ơn anh em quan tâm đến những mẫu xe của Hoàng Thống ô tô nhé. Bây giờ Hoàng Thống ô tô rất chi là níu lưới rồi nhé. Cảm ơn mọi người.